Phong trào nghìn việc tốt đã được khởi xướng bởi nhà giáo nhân dân anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn. Và với thầy, làm việc tốt là từ những việc nhỏ nhất xung quanh mỗi chúng ta, đặc biệt là theo lời dạy của Bác Hồ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Ngay bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về ý nghĩa của phong trào này nhé! Năm 1961, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn được điều động về trường cấp 2 Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh để dạy học và kiêm vai trò tổng phụ trách đội. Giai đoạn đó, đất nước đang trong chiến tranh lửa đạn, cho nên thầy Thìn đã phát động phong trào thi đua thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự đến học sinh toàn trường nhằm hướng đội viên đến việc làm những điều có ích. Từ cái phong trào đó, khi sinh hoạt chủ đề tiến lên đoàn viên mùa xuân năm 1963, vào ngày Chủ nhật 24 tháng 3 năm đó, thực hiện lời Bác Hồ dạy, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tôi cùng với các cô, các thầy, các em học sinh lao động xã hội chủ nghĩa đi trồng cây hai bên đường vào nhà đồng chí Ngô Gia Tự và làm các công việc để cho cái khu trường chợ ấy nó đẹp hơn, nó tĩnh lặng để đảm bảo cho cái việc dạy tốt, học tốt. Và xong cái việc ấy, họp mặt biểu dương, bỗng nghĩ là có hơn tiếng đồng hồ làm được một việc tốt lớn thì phải phát huy. Tôi nghĩ ra một chuyện là phải làm thế nào làm nhiều việc tốt để đáp ứng cái sự quý trọng của bạn các nơi với thiếu nhi Tam Sơn. Vì vậy tôi nghĩ ra cái chữ là bây giờ ta làm nghìn việc tốt để thi đua dạy tốt và học tốt. Vậy là phong trào nghìn việc tốt đã được phát động vào buổi chào cờ của ngày 24 tháng 3 năm 1963. Ngay lập tức phong trào trở thành một làn sóng thi đua sôi nổi lan rộng khắp toàn trường. Tinh thần là phải thi đua theo lời Bác Hồ dạy. Vì thi đua là yêu nước phải thi đua. Thi đua làm nghìn việc tốt. Nhưng theo nội dung nào? Thì lúc ấy, vì Bác Hồ trong thư gửi thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Việt Nam, thì Bác có nhắc các em là thực hiện 5 cái điều: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thì bây giờ phải thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện theo cái nội dung 5 điều Bác Hồ dạy ấy. Với học sinh, đội viên lúc bấy giờ, làm nghìn việc tốt chính là những hành động nhỏ nhất như đi học đúng giờ, không cãi nhau, vệ sinh sạch làng tốt ruộng, nhặt vỏ chai lấy tiền mua sách báo, giúp đỡ các gia đình chính sách, liệt sĩ, neo đơn. Cũng từ những hiệu quả thiết thực như thế, ban giám hiệu trường cấp 2 Tam Sơn đã xây dựng mô hình lớp học nghìn việc tốt, chi đội nghìn việc tốt, từ đó tạo ra sự phấn khởi trong đội viên, nhi đồng. Thế là bạn các nơi bắt tay thi đua và phong trào đã rất sớm trở thành phong trào chung của thiếu nhi ở miền Bắc. Và khi thống nhất Tổ quốc thì thành chung của thiếu nhi Việt Nam, nơi đâu cũng làm cái chữ nghìn việc tốt ấy, nó có thể đặt vào trong mọi hoàn cảnh để tạo ra một cái tự nguyện về đạo đức, vì dân, vì đất nước. Những năm 1970, phong trào nghìn việc tốt không chỉ được lan rộng trên tất cả các trường học của Việt Nam mà còn được nhiều quốc gia khác sang học hỏi kinh nghiệm. Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân yêu thương, chia niềm thông cảm. Bốn câu thơ mộc mạc của thầy giáo Thìn đã khái quát đầy đủ về phong trào nghìn việc tốt diễn ra sôi nổi giữa những năm tháng chống Mỹ cứu nước trên toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa và lan rộng ra thế giới, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, phong trào ấy đã và đang phát triển không ngừng trên mọi miền của Tổ quốc.